Mở đầu bản tin là video ghi lại một cuộc chiến đầy kịch tính. Các binh sĩ của đơn vị độc lập số 1 Omega TSP thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ đầy quyết đoán. Trong chiến dịch này, họ đã thực hiện các đòn tấn công mạnh mẽ, đẩy lùi quân Nga và chiếm lĩnh mục tiêu với sự phối hợp rất tốt nhờ vào tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Video không tiết lộ địa điểm nơi xảy ra giao tranh. Tiếp đến là cuộc tấn công dữ dội của lữ đoàn bộ binh độc lập số 3 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv. Ngay khi vừa được thả xuống vị trí, các chiến binh Ukraine đã lập tức nổ súng tấn công liên tục hướng về phía quân Nga. Tuy nhiên, video cho hay các xạ thủ súng máy của quân Nga đã mở loạt đạn chặn, đẩy các binh sĩ của Ukraine vào tình thế căng thẳng nhằm ngăn cản họ tiến tới tuyến chiến hào đã được xây dựng kiên cố của quân Nga. Потеряв, рухаємося. Розсусалися. Скала, річ, Фредик, за мною. Іду. Почекай, почекай. Сітро! Річ! Да! Ти, блядь, ліз... ти зараз тичеш нахуй! Да. Не чую. 30 метрів, 40, окоп на лінії підарів. Хай накриває нахуй. Цей йобаний кулеметник не дає пройти, блядь, заєбав він нахуй. Якщо там окоп на лінії, хай роз'їбуть її нахуй, блядь. Всі цілі! Всі цілі! Плюс! А ви зайняли у бороду лінію! Покой! Покой! Лінія! Лінія тут! Лінія! Хай роз'єбують нахуй ту хуйню, блядь! Сука, не дає пройти, блядь, вообще, блядь! Лінія, блядь! Надо что-то думать.
Ми там дивитись, бо там участок. Він нас розстріляє нахуй. Я розумію. Там відкритий, так? Да? Да. Пізда. Ми не можемо продвинутись, бо ми, блядь, сука, стоїмо нахуй. Ми тільки підлазимо, він, блядь, хуярить. Я, блядь, як у кухню лінію заскочу, я того кулеметика головними руками нахуй задушу, блядь. Похуй! Повольно, повні! Хоп, тягай! Та ну похую, блядь. ССО чаєчка нахуй, блядь. Мона півка, пожалуйста, блядь. Ну, серйозно. Просто, блядь. Video cho thấy một nhóm các binh sĩ Nga đang ẩn náu trong một tòa nhà ở khu vực Kursk. Nhưng họ không hay mình đã bị phía Ukraine phát hiện và nhắm bắn. Cú bắn chính xác từ xa đã khiến họ vô cùng kinh hãi. Và đây là video cho thấy ở hướng Bobrovsky, bộ binh Nga không ngừng tiến công, nhưng các chiến binh thuộc đơn vị những con ong của Dobbus của lực lượng vũ trang Ukraine đã có một chiến công ngoạn mục khi đánh trả kẻ thù. Trong một cuộc đột kích bất ngờ, dưới sự chỉ huy của trung sĩ tiểu đoàn trưởng Vaughan cùng các đơn vị hiệp đồng, một nhóm lính dù thuộc tiểu đoàn 3 lữ đoàn xung kích 82 của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt hai nhóm lính thủy đánh bộ thuộc lữ đoàn 810 Nga ở vùng Kursk. Ở hướng Raporizhia, khi các binh lính Nga đang ẩn náu thì bất ngờ, chiến binh từ đơn vị Wings of Omega thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng, chôn vùi kẻ địch ngay tại nơi ẩn náu của mình. Chiến công này không chỉ là một đòn tấn công mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến quân Nga rằng trên lãnh thổ của Ukraine không có nơi ẩn náu nào là an toàn dành cho quân Nga cả. Và đây lại thêm một chiến công nữa của lực lượng không quân Ukraine khi bắn hạ một chiếc drone Shahed của Nga. Sự chính xác và hiệu quả của cuộc tấn công này cho thấy sức mạnh và kỹ năng của quân đội Ukraine trong việc bảo vệ không phận và tiêu diệt các mối đe dọa từ xa. Video cho thấy một chiếc xe tăng Abrams của Ukraine đã tấn công một ngôi nhà nơi các binh lính Nga đang ẩn náu tại hướng Poprovsk. Cú bắn mạnh mẽ từ xe tăng đã khiến ngôi nhà gần như sụp đổ hoàn toàn, cảnh tượng rất khốc liệt. Thông tin trong video cho hay quân đội Nga sử dụng Iskander hạ bệ hệ thống pháo phản lực đa nòng MLRS của Ukraine tại khu vực Sumy. Khi phát hiện hai chiếc xe tăng và nhóm lính bộ binh Nga đang di chuyển, drone của quân đội Ukraine đã nhanh chóng áp sát và theo dõi mục tiêu. Cú tấn công chính xác từ drone đã tiêu diệt hoàn toàn xe tăng cùng nhóm bộ binh. Video này cho thấy một người lính Nga đang ẩn náu trong một chiếc xe bọc thép bị hư hại, nghĩ rằng sẽ an toàn, nhưng không biết mình đã bị phát hiện từ lâu. Các chiến binh của đội Signum thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hiện và tiêu diệt người lính này bằng UAV.
Video ghi lại cảnh một đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt một điểm tập kết vũ khí của quân đội Nga. Tiếng nổ dữ dội và cột khói bốc lên chứng tỏ đây là một điểm tập kết lớn, chứa nhiều thiết bị và đạn dược của quân Nga. Video này ghi lại cảnh các cuộc tấn công bằng drone FPV của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào các xe tăng Nga, xe địa hình Desert Cross, Tiger M, Bobcat, xe tải và có vẻ như là một hệ thống ABU-6000 trên khung xe tăng cũng đều bị phá hủy. Đoạn video này được phía quân đội Nga chia sẻ và cho biết họ đã phát hiện một robot chính xác của Ukraine đang do thám khu vực. Sau đó, phía Nga đã nhanh chóng triển khai pháo binh và drone FPV để ngăn chặn nó. Video này ghi lại cảnh hệ thống phòng không Stela-10 và xe tăng T-62M của Nga bị các drone của đơn vị biên phòng Phoenix thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt hoàn toàn. Một chiếc xe tăng khác của Phoenix đã bị hư hại nặng nề bởi một cuộc tấn công từ drone hạng nặng Vampia. Và đây là cảnh các binh sĩ Nga hoảng loạn di chuyển từ nơi ẩn náu này sang nơi ẩn náu khác để chạy trốn khỏi drone FPV cảm tử của Ukraine. Họ tìm được một ngôi nhà nhưng vẫn bị các drone của Ukraine phát hiện và tấn công. Sự việc diễn ra tại làng Pavlivka, tỉnh Donetsk. Thank you.
Hình ảnh này ghi lại cảnh một người lính Nga đang cố gắng trèo vào một ngôi nhà để ẩn nấp, nhưng anh đã bị các drone của Ukraine phát hiện và tấn công. Trong video là các trinh sát hàng không từ các đơn vị Khorib, Forpost, đại đội Condor và đại đội drone tấn công thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phối hợp liên tục để tiêu diệt quân Nga. Video ghi lại cảnh xe bọc thép BMP-2M của Nga cùng hệ thống BM Berezhov Osa bị tấn công gần khu dân cư Konstantinovka, tỉnh Donetsk. Mặc dù được ngụy trang và có các lớp thép bảo vệ cẩn thận, nhưng sự tấn công mạnh mẽ này đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe tăng và tất cả thiết bị quân sự đi kèm với nó. Đây là cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được kho đạn cho súng cối và các xe cảnh sát của Nga tại tỉnh Kursk. Điều này được cho là liên quan đến sự rút lui hoảng loạn của quân đội Nga. Họ bỏ chạy đến mức không kịp đốt bỏ các tài sản. Полицейские машины Российской Федерации в качестве трофеев. Ездить на них на боевые будет особенно приятно. Но это просто будет жоповозка. И пусть кто-то скажет после этого, что не дай бог мы мародеры. Video cho thấy các chiến binh của quân đội Ukraine đang treo quốc kỳ ở những nơi giành chiến thắng. Mấy ngày gần đây, lực lượng quân đội Ukraine đã giành chiến thắng trên nhiều chiến trường quan trọng như Kursk, Donetsk. Kết thúc bản tin là video cho thấy các chàng lính Ukraine đang nhảy múa, thư giãn khi chưa ra chiến trường.